Hello, chào mừng tất cả thành viên của Mỹ Cát Việt Nam đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mẹ con mình sẽ đi sắm Tết, mua hoa, mua bánh, mứt, đủ thứ hết trơn dành cho Tết để chuẩn bị rước ông bà. Thì hôm qua mẹ của mình nó đã lau lá rồi rồi làm lau lá với làm nhân ngọt, chuẩn bị nhân ngọt xong. Thì hôm nay mẹ của mình sẽ đi chợ xong rồi về nhà rồi làm nhân chuối, chuẩn bị nhân chuối. Ok. Chút xíu nữa gặp mấy bạn ở trong chợ. Chúng ta đã đến trung tâm mua sắm SF Supermarket rồi đây. Và giờ mẹ của mình đang đi lựa bông đi cúng. Wow, hoa tươi luôn. Mẹ của mình đợi tới bữa nay mới đi mua là để cho nó không có bị héo. Một chậu như vậy là bán 10 đồng đó mấy bạn. Ở bên đây là 20. Mẹ của mình đi vào chợ Thuận Phát trước để coi nó bán cái bông hoa như thế nào. Giá nó có rẻ hơn không? Xong rồi mới trở lại đi coi. Mình kiếm xe con ơi. Bữa nay đi đi chợ đông quá hết mấy chiếc xe đẩy rồi. Xuống dưới kia lấy một chiếc xe, mỗi lần người ta đi chợ xong đó là người ta để như vậy Mày đó, đi chậm để là thiếu hết đại một nữa chỗ. là người ta lấy trước. Rồi, chúng ta đang vào chợ đây. Hôm nay á, bán rất là nhiều thứ, dây chuyền, hột xoàn, bán vòng vàng, đồ trưng. Nhà đây hoa nè. Hôm nay chợ tấp nập hết trơn luôn, tại sắp tới Tết rồi. Cái này 13 đồng rồi kia 20 đồng Vậy mẹ tính lấy này hả? Đi Costco có 10 đồng chứ chắn là mà đẹp á. Costco ấy cô. Yeah, Costco. Mà bự nữa cao. Đây, chỗ này bán rất là nhiều đồ đẹp đây. Nhìn mẹ có đình, mẹ của mình đang gỡ hoa. Chỉ có một mình chợ này á, xung quanh đây á, là chịu trang trí. Mua một bông vậy nhiêu mẹ? 4 đồng. 4 đồng. 3 triệu rồi. Bữa nay chợ tấp nập luôn, như giống như là traffic vậy đó. Đi phải nhường nhau nè. Đây, cái bữa đó mấy bạn thấy là mình đã quay góc này rồi. Ở đây bán đồ là giò hoa chưng Tết rồi. Bữa nay đi chậm chậm lại cho mấy bạn ngắm nha. Chỉ vòng 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 khu vực này chỉ có một mình chợ này là chị trang trí Tết theo kiểu này thôi. Quá đẹp luôn. Hai mẹ của mình qua đây để mua bánh đậu xanh nè. Bánh đậu xanh hiệu Gia Bảo rất là ngon, năm nào cũng mua hiệu này hết trơn. Dạ. Đây, mấy hộp bánh cho Tết nè. Một hộp như vậy ở trên đấy là bán 27 đồng 99, 30 đô. Ở phía Việt Nam nó có chỗ chợ nào mà trang trí Tết như thế này không vậy mấy bạn? Xuống dưới nói cho mình biết nha. Bữa nay là sắm Tết cho nên chợ này nó đông ngập luôn. Hôm nay đông khách dễ sợ luôn. Sắp sửa rước ông bà rồi, mọi người cũng đua nhau đi mua. Ngay cái hộp trước mặt chúng ta là tới 7 đồng 99. Hộp bánh này cho con ngoại. Rồi, mua hộp bánh này tặng cho ngoại 16 đồng 99. Rồi, tương đương 17 đô rồi đó. Chỗ tính tiền cũng trang trí theo chủ đề Tết nữa nè mấy bạn. Nhìn rất là dễ thương.
So với những cái chợ khác á, thì chợ này á, có cái spirit rất là lớn cho Tết. Cho chúng ta mua mứt nè. Ở đây á, một bịch mứt á, nó bán là để mình kiếm cái giá tốt 3 đồng 39 mỗi bịch đó mấy bạn. Còn bên đây á, mứt này á, bán 1 đồng 99. Ở đây nó bán mấy đồng bánh tét nữa nè. Mới làm ra luôn ha. Wow. Này nó bán một cái là 8 đồng 99 sen. Ba màu luôn. Hả? Một chai ba màu. Có vụ này nữa hả? Ừ, này mới không? Mua thử đi mẹ. Ba màu. Này cái này là nhân chuối nè mấy bạn. Banana cake. Mình gói rồi. Có nhân thịt không, mua cho con đoạn thử. Mới làm qua luôn, nóng hỏi luôn nè. Tại sao mau mua vậy? Không, chị hai nè, cái này bánh chưng nè. Ê, có bánh chưng nữa. Chính nhân thịt đây. À, made in USA luôn. Đây, bánh tét chân thịt là ở bên đó đó mấy bạn. Đây, nó nè. Mới mua 1 đồng. 12 đồng. Đây, ngoài sân lưng chúng ta là khu vực bán trái cây. À, bữa nay nó nhập hàng về chôm chôm nè mấy bạn. Chôm chôm nè, nó bán trong mấy cái thùng, mấy hộp nhỏ nè. Ở dưới kia là có nhãn nữa nè. Nhãn nó bán 3 đồng 1 pound. Và cảnh tượng này đẹp quá. Đây, mấy dĩa thanh long nè mấy bạn ơi. Thanh long này nó bán là 2 đồng dĩ. Đặc biệt 1 đồng 99 bao. Nó gần hư à. À. Đây mấy dĩa thanh long này nó bán bữa nay là 2 đồng mỗi phao. Tại vì không ai mua hết. Giá thanh long nó muốn hư hết rồi nè. Tại trước đó là bán 5 đồng, mắc quá, ít có ai mua lắm. Đây cam đây, sáng rực rỡ luôn. Dưa hấu nè. Giờ người ta đi mua tấp nập luôn. Ở đây nó tính theo phao. Một phao á mấy bạn là nửa ký. Thì mấy bạn có thể tự kiếm cái conversion để mà tự biết là nó bao nhiêu đồng Việt Nam. Còn đây nó bán cốc nè mấy bạn. Mẫn cầu nè. Đây mấy dĩa trái lê nè, một dĩa nó bự tổ bố vậy đó. Đây là một xe mà mẹ con mình nãy giờ lựa ra nè. Oh shit, I pulled the shit. Đây là một xe đồ mà mẹ con của mình nãy giờ lựa ra được nè. Đây, sắm Tết đây. Rồi, bây giờ đang ở khu vực tính tiền. Tính tiền xong mới đi trở lại cái khu vực hồi nãy. Khu vực tính tiền ở đây nó trông như thế này nè. Để trên cái vòng tròn này xong rồi nó tự xoay. Để cho người tính tiền á, bỏ vô bọc. This way. Rồi, giờ mua đồ xong rồi nè. Giờ chuẩn bị đi qua bên khu vực hồi nãy. Bán hoa thiệt nè. Cái này mai thiệt đây. Này bên đó là quệ. Mình và mẹ của mình giờ trở lại để mua quệ với mua hai chậu bông. Đây. Đây mẹ của mình nói mua mấy cái mà chưa có nở quá, đặt đợi cái này để cho nó nở ra nó đẹp hơn. Đây mấy cái chậu mở trong mấy bọc giấy gì á, một cái là 20 đô. Hay ở bên đó đó mấy bạn, là người ta đang chuẩn bị set up đó, mấy cái chỗ khu vui chơi á, lúc mà họ chợ Tết bắt đầu á. Giờ mấy chiếc xe này á, nó đang vô đặng nó set up mấy cái trò chơi. Giờ mẹ con mình á đang ở trong chợ People thì vô đây mua một ít đồ ăn rồi đi về thôi. Này cảm ơn mọi người đã xem á. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video sắm Tết hôm nay nha. Và nếu như thích channel này thì hãy nhớ bấm ở đây để subscribe và bên kia để xem mấy cái video khác liên quan đến Tết. Bye bye.
Ok, bye. See you guys next time.